bài chấm nón pi khlong chọc khné bà phụng chân hay chai pi khlong chọc khné bà phụng chân chai pi khlong chọc khné hay bà tì tăng ấy cho bà con mình cảm nhận bao ô nè một tô hay chia bớt cũng tại thôi ca bà bánh tất cả chôl hay bà cả đôi chia bà và ra một tô chanh bà phụng chân bà phụng chân bài số bị chạy ta tì tăng ấy chạp chai bà cứ đẹp chia bớt chấm nón pi khlong bà chọc khné bà phụng chân hay là đi bà bà tam ca bị chết nâng thao rụt dân bà lọt kì phây có gặp bông tay mọt tí tăng lấy cà thét đá đồng bấy xôi ca ôn ra khôn chui banh bà lọt nâng dùm lấy tí tăng lấy cà thét bà hãy dưng bà có sử nông phô xông mà rụt dân bà mòi lươn bà phụng dân mòi lươn bà phụng dân bà hãy bà chê bà rốt bà bàn xa ca đốt tay đốt chương cho tự dỗ tất vô ấy phong banh bà phụng dân nâng dùm lấy tí tăng lấy cà thét nì phong đáy đồng bấy thôi ca ôn ra บ่าคือบ่าเตียเจียบรอดคือจํานวน2ឆ្នាំบ่าภูมิจนដែលនៅទីតាំងកន្លែងកាត់ហេតុនេះគឺផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋចំនួន2ឆ្នាំបាទនៅសង្កាត់បាទភូមិពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខបាទរាជធានីភ្នំពេញកាត់ភូមិពេញថ្មីបាទភូមិពេញថ្មីកាត់ភូមិពេញថ្មីបាទភូមិជនហើយសូមបញ្ជាក់ថាទីតាំងនេះឆៃឆាប់ឆេះនេះគឺយើងអត់ដឹងថាមូលហេតុឆេះមកដើមមកអីហើយ บ่าแม่นแนวรวงครูนอกក្នុងนูยังนั้นเด้กะแท้นในบ่าเวลียุคปรุงรวงอาทิตย์บ่าพุ่นจนในเวลียุคปรุงรวงอาทิตย์บ่าเช่นโจថ្ងៃที่13ខែบ่าខែมีนาឆ្នាំ2024บ่า23 24นี่กันน้องบ่าพุ่นจนบ่าให้บ่าโอ้จูนบ่าปูนจูนเจ้าบ่า ឆេះខ្លាំងមកព្រំជនឆេះខ្លាំងនៅចំណុចទីតាំងលើការថែនេះបាទឆេះខ្លាំងមែនតើបាទហើយគឺកាលណាតាមមានអាកីភ័យគឺមានខ្យល់ហើយចំពោះស្ថានភាពនៃការឆាប់ឆេះយើងអត់តន់ដឹងថាមូលហេតុនៃការឆាប់ឆេះមិនដាល់មកអីហើយបាទមានអ្នករងរបួសយ៉ាងណាទៅទេហើយទំហំនៃការខូចខាតក៏អត់តន់ដឹងថាឆាប់ឆេះបាទអស់បាទសំប្រែឲ្យខ្លះនោះដែរបាទគ្រាន់តែជាជំហានបឋមគឺឆេះបាទផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋបាទចំនួន2ខ្នង បាទនៅចំណុចទីតាំងលើការថែតបាទស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់បាទភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខបាទរាជធានីភ្នំពេញគឺឆេះចំនួន2ខ្នងតែម្ដងបាទប្រជាជនឆេះចំនួន2ខ្នងបាទហើយសូមបាទបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសេអរជ័យប្លែកនិពន្ធមាននេះដើម្បីបាទចាត់ទុកបាទជាការបាទប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាបាទថាខែនេះគឺជាខែក្តៅបាទប្រជាជនខែក្តៅចឹងគ្រោះអគ្គិភ័យអាចឆាប់ឆេះបាន បាទជាយថាហេតឡើងបាទភ្នំជនជាយថាហេតឡើងបាទបាទសូមបញ្ជាក់ថាទីតាំងកន្លែងដែលកំពុងតែឆាប់ឆេះនេះគឺជាផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋបាទចំនួនបាទ2ខ្នងបាទភ្នំជនយកតបាទសូមបញ្ជាក់ថាឆេះតាមបណ្ដោយផ្លូវរទេះភ្លើងបាទក្នុងសង្កាត់របស់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខបាទរាជធានី នំពេញមកពុញ្ញជនហើយទីតាំងនេះក៏ប្រកបនឹងការផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្មេងចាស់ប្រុសស្រីបាទតាមការបញ្ជាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋដែលយើងបានសាកសួរមុននោះបាទបញ្ជាក់ប្រាប់ថាបាទឆេះផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋបាទពុញ្ញជនហើយដែលប្រកបនឹងការផ្សព្វផ្សាយបាទដូចជារូបភាពដែលខ្ញុំបាទបានបង្ហាញបាទហើយឥឡូវនេះរៀងដល់បន្តទៀតដល់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋទៅខាងនៅបន្តទៀតហើយបាទពុញ្ញជនបាទគឺរៀងដល់ទៅដល់ផ្ទះប្
bà cứ chênh mà tam bà và đòi phơi hơi bà cùng chân chênh mà tam và đòi phơi hơi cứ chênh năm số bà chân từ cà lan tất kia một tuần bà hay tam kia mình ca chặt chẽ cùng cùng tay khăng men tên bà cùng chân cùng tay khăng tên u bà cùng sao hào men tên bà cùng chân từ hào men tên bà làm tất mò của cùng mò tam phơi bà cùng chân lan chơi hai không bà cùng chân hay xôm bị chết tha đất bà đồng bón được lâu được tê phương chân thân phim này ca chất sang song tê rồi bọt chơi vlog có mình là cả nạ rồi biết mình riêng rồi bà màn tê bà bình chân hay tạ ca nà mẹ kì phây chạp chết cứ mình là cả nạ thôn khó rồi xa ta chơi bọc hết tê chơi bọ sang xây bà bình chân chân chạp chết tê lươn bà đây mình là lời ca chạp chết lươn rồi kì phây lịch tập bạc bà
bà cứ miền tổng hôm này ca chạp cháy cứ lươn đó xa ta chơi vào phép tè chơ bà bỏ bị sang xây bà phùng chân bà bài là nơi toàn khơi bà và tự nhiên là bà rực dân là cái phê màu tế bà bàn tay bà xâm mặt cách mô khán cái đó chơi xâm mặt cách đẹp quán cái lột bàn lãng tam bà cô đau đồng mấy chui xâm rô ra cho tìm rực dân này mọc đó bà hãy tè kháng nó bà tè kháng nó bà hãy chỉ ai chạy đo rìa đá lấy bà phùng chân ai rìa đá đo lấy bà phùng chân bà ô chạp chạy khoáng mẹn tên bà phùng chân hay xôn bà lực kha bà cả này bà cả mẹ kì thấy cứ tay nhầm mẹ kì bà kháng ca sàn phim mình ca chạp chạy cứ rìa đá lươn hay biết chạy lục bàn phô tha bà lọc bà lục bàn phô tha xuống sạp ba của mọi sạp mê lịch tục đá tờ lê bà xa chân phương chạy hay cả tế nít trong đá xuyên tha bà xanh kì sạp bà phúc bà xa chân sạp mà đáy đòi xa tế bà sạp mà đáy sạp phúc dư mà nông mà đáy ách mới thay côn côn bàn bà lọc phép bỏ các đá ưu bàn hay chung phua bà ca lịch tục đá tờ lê bà xa chân phương chạy tế cả nà tờ lịch tục đá tờ lê cứ ai nâu xo xong bà rẽ nâu tế ai miên tì dùm rộp bàn tay bà chạy tế cứ chọc bà vầy vầy cục giang thức chọc chạp đâm kì dùm lịch xôn màu vĩnh đôi xa tay ca khách khấm bà cà lo ngó đầy mê phạ trời bàn bàn xóm nâng cứ tra kì phây lịch trò bão bà phương chân bà nè mà chẳng trở tại mình cạp lòng vì giáp chung phố khu rùa kì phây tăng ọc nè bà chạy sáng cho dì ca nơi khu rùa kì phây dù mình đang tham bàn đàn màu vì ca chlòng cho ràng kì xin lý mình nè lùi đất rưu cầu cà thuê hai rùa bàm chạp tia dàng nà nó xê bàn tay vầy đầy sống khăn cư dân châu rùm sọc đai chung phố cà nơi khu rùa kì phây đà lếp tia lếp trọc bạc ọc tia phí khăn lòng hay vật to riêng đào vật to tiết hay sàn phía vẫn cư nơi tay vật to bà phương chân cư nơi tay vật to bà bà hay sàn phía này cà chạp chánh cư khăn hay dương ở toàn đông tham mà đón mong đi cư miên nẹ bà miên nẹ chuộp nâng phân ông nụ ruộng rộp bùa dàng nà nụ tê bà phương chân bà ngọt miên nẹ ruộng rộp bùa miên ấy bà dàng nà nụ tê bà phật tay dương miên tẹt bom sơn bò viết chết ngay của mọi miên nẹ miên bánh hà cất lân cụ thân hạt dì dạ tà hẹp bà cư thà vào sân dịch khâu khá phía tế ruộng cụ hơi của mọi miên nẹ ruộng rộp bùa to tiết bà phương chân chẳng những chơi ruộng sọc tay dịp bùa khả nấy cụ hạ kịp thấy đấy coi miên ca bà lê tập bạ ọc chè chung môn bị nón hay bà to rêu đào bà to tiết bà hay bà to rêu đào bà to tiết bà phương chân bà tục người ta tập tục phòng ghé rồi cái giàn này nó tê vào phần chân bà lư sâu tay cầm lấy tục vào phần chân bà lần này bị chia bớt đây nó ba cái loại cát hết lục ban bà chấm liền rượt chân chân và đội chia xong rẽ miền lai để ai bà do chân mang kỷ lục do chân lần này vọt miền là bao rượt chân cầm lô tập kỹ thay lục ban mà đó thì tăng lại cát hết từ mấy thứ như thôi ca chơi ăn trà cúng nội bánh cầm lô bà thôi ca rìa vô giang na rồi bao chơi giang na luôn bà cùng chân cứ mau phlem phlem tạm đón tập kỹ tụ tụ ăn qua miền ăn trà cúng thì bị chia bớt bà cùng chân bà bà lần này vọt miền vọt dân cầm lô kỹ thay này non ca than nó qua được triệu tính thì ca giả lấy nó qua ba bằng ca nó tụt cát cửa kỹ thay này non ca than nó qua được triệu tính lô miền vọt miền nơi chúng ta chỉ tăng là cát hết đồng bay kiêm thư ca chú ăn và cũng bánh cầm lô cầm cru lo bị chia bớt bà cứ kiêm kiêm tạm đón tập to pí bà tập của ban qua miền kia bị chia bớt bà cùng chân bà lô miền vọt miền kiêm kiêm nơi chỉ tăng là cát hết tạm đón bà vừa tập đi tập ban xa đi tập chia vlog bà tam địa bà telegram rồi chia bà lên hotline mà cùng chân bà rồi dân mau vừa tập tập mau mặc trường sân chia vừa thăm bà hay nông miền vừa tiếp ô kháng nông mặc trường tiếp bà sập không ạ bà chấm nón pin trường hai bà chấm nón pin trường hai bà cùng chân bà bà xong bị chết hạc cá thẹn ta mà nói phơi rồi tới phơi bạc bài nơi chúng nói chỗ bài không cắt không pin mấy bà khăn sàn sóc bà đi từ đi không pin cá thẹn nó đâu bị lấy dùng luồng tiếp trên chỗ ngày tí bà đập bay bà khai minh năm pi con mà vào thấy buồn bà đi chăm non đại bà coi mình gặp nhập áo đôi chân rụp hiệp được nhưng mà bàn hai như bà không chân đôi chân rụp hiệp được nhưng mà bàn hai như hay xong bị chết hai chục cuộc cả ngày cuộc kịp thấy nữa giờ toàn ông tha cả chặt chẽ mình làm một cái ấy hơi bà miền tổng hôm này cả chặt chẽ nắng cứ ở nhà của màn tròn cứ cả xong bữa ăn của màn
hay miền nẻ ruộng rồi bây giờ nam nước tây bà cùng chân đòi tốc ở smart cây chủng miền lục phơi ca lơ ca ra này như sân bà cùng chân bà cùng chân bà là nơi smart cây bà cùng chân tại phơi ca ria thì vô tầm đấy tiêm bành mà smart cây chủng miền này cây ở lại một can tốc cắt bà rùa kịp tây này non cả tháng បាទមកវារិទ្ធិពេញលោកទូតអន្តរជាតិព្រមព្រៀងព្រៀងជួយបាញ់ពលរដ្ឋនៅចំណុចទីតាំងបាទកន្លែងការថែទីតាមដងមកព្រមព្រៀងបាទបាទហើយទីតាំងនេះសូមជាថាអនុរបស់ក្រុមហ៊ុនលោកបានចំណាយតាមកន្លែងការថែបាទហើយបាទគឺសមាជិកនៃការយឡៃមកវារិទ្ធិពេញនៃស្នងការមកវារិទ្ធិពេញលោកផ្ដល់ទីតាំងកន្លែងការថែ ហើយឡើយនេះក៏ប្រុងតែបារៀនទយោរៀនអីទៅហើយបាទពីជនបាទបាទយើងមានតែស្ពន់ស្រង់បើវាជាឆ្ងាយដើម្បីកុំឲ្យមានអ្នកបាទកុំឲ្យមានអ្នកបាទរួមរបួសជាប់ក្នុងក្នុងបាទព្រោះអីផ្សេងនេះខ្ញុំថាតិចរួចចន្លោះគ្នាបាទបងប្អូនជាស្មាតដែលជាការទីតាំងលំនៅឋានរបស់ខ្ញុំបាទបាទឥឡូវនេះសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាបាញ់ព្រមព្រំគ្នាតែម្ដងបាញ់ទឹកគឺបាញ់ព្រមព្រំគ្នាតែម្ដងពីចំណុចទីតាំងផ្លូវការថែបនេះបាទពីជនបាទនេ
ទីតាំងនេះក៏មានប្រកបមានផ្សែងខួរខ្មាញ់ផងដែរនៅចំណុចទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះបាទគឺផ្សែងខួរខ្មាញ់ឡើងនៅពេលដែលត្រូវបាទទឹកបាញ់បុកចូលទៅគឺផ្សែងសខួរខ្មាញ់តែម្ដងបាទកើតឡើងបាទបញ្ជាក់ បាទអញ្ចឹងមានតែចូលរួមប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាចំពោះការណៃគ្រោះគេភ័យដែលអាចឆាប់ឆេះឡើងជាយថាហេតុបាទដូចករណីនេះគឺព្រៀងប្រុងប្រយ័ត្នយ៉ាងម៉េចគឺបាទយើងបិទប្រែភ្លើងបិទអីបាទបិទចក្រានហ្គាសបិទអីបាទឆ្នាំងដែលអីប្រុងប្រយ័ត្នធានគោកភ្លើងផ្សែងដែលអាចបង្កទៅជាអគ្គីភ័យបានបាទគឺប្រុងប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នទាំងអស់បាទជាវិញ្ញាណដូចករណីនេះបាទ คือฉับแช่ให้คือบ่าบ่าสมานนะโดยสารแต่อ้อบ่าต้องสัมผัสจรัญบ่าคุณจินบ่ามีห้องบ่า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 บ่
บาลนี้สมัครใจจุ่มเงยในช่องตาทานกวาริไทยทั้งเป็นที่มอบกุญแจใหญ่ในประวัติการตกกัดกลัวอิทธิของคนไทยความเมียนเพื่อการบับบันถึงรบกลุ่มวันติดตั้งในประกอบการชักใช้บ้างประกอบการชักใช้บ้างทำไมบาช่วยสังตรวนตกกัดสมัยชายเรียดาดอกเตี้ยวเชียบรอดเซิงเด็ดให้ไปยืมมือทำเพียบจะได้คือบาติดตั้งนี่คือเจ้าของเพียบเตี้ยบาชื่อเพราะสังไซบาคงจนเตี้ยชื่อเพราะสังไซในบาเพียงพิจารณาจบเนี้ยตัวบางทีเคยเล่นฝากออสเตอร์ต่างสรงต่อให้เพราะยังมือทางเตะจะได้ให้ยังโจรมตอบตายท้องไอ้ไว้เลยนี่ก็ยังสังคมฮานมันนี่เนี่ยบ่าโรงรบวัวจอมนักนักนกบ่าคงเชื่อมในการล้างมาบ่าบ่าประมาณในการล้างมาคงเชื่อมบ่าไอ้เรื่องนี้วัดเนี้ยวัดเยี่ยมตลอดที่เคยในสนองคาถาโนกวาริในคงเป็นมาปีกายังไม่การตกกัดตัวที่เคยในสนองคาถาโนกวาริคงเป็นตลบคงแต่เป็นวัดตรงนี้มาติดตั้งนี่ตรงไปตัวกลางด้วยบ้านคนรถของครัวของตกกัดสมัยใช้เรียนอาดอกเตี้ยบ่าไปเที่ยวรถไปถึงมัดต้องไปถึงมัดไปถึงมัดต้อง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 ไปถึงมั
ហើយ យើង សង្ឃឹម ថា នឹង គ្រប់ គ្រង បាន 100% នេះ ពេល បន្តិច ទៀត នេះ ហើយ យើង ក៏ សង្ឃឹម យ៉ាង មុត មាំ ថា គ្មាន អ្នក រស់ របួស មក គ្មាន អ្នក បាត់ បង់ អាយុ ជីវិត ក្នុង កាត់ ហើយ ព្រោះ វិស័យ នេះ ដោយ សារ តែ ផ្ទះ ទៅ ប្រភេទ ផ្ទះ ទៅ ក៏ តាំង សី ហើយ ឆាប់ ឆេះ នឹង គឺ ឆាប់ នៅ វេលា យក វង ទៀត បាទ គឺ ថា តែ កណ្ដាល យក តែ ម្ដង អញ្ចឹង អាច មាន បង ប្អូន វិជា គាត់ ដែល ជា ម្ចាស់ ផ្ទះ លោក បាទ សម្រាប់ នៅ ក្នុង នេះ ចឹង យើង មាន តែ សង្ឃឹម ថា មិន មាន អ្នក បាទរងរបួសបាទជាប់ក្នុងបាទហេតុការណ៍គ្រោះកាភ័យនេះបាទប្រជាជនហើយឆេះរៀនដាលហ្នឹងបាទពលមានបឋមដែលយើងទទួលបានហ្នឹងគឺឆេះចំនួន2បាទខ្នងផ្ទះបាទប្រជាជនហើយឆេះ2ខ្នងផ្ទះហើយយើងសង្ឃឹមថានឹងមិនរៀលដាលដល់បងប្អូនផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបន្តទៀតទេបាទអាចអួតដោយសារតែប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតប្រមិត្តអាចស្រាយដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែទស្សនាហើយឥឡូវគណៈនេះដែរយើងឃើញហើយដោយសកម្មភាពបងបងផ្នែកជំនាញកំពុងតែបាញ់ពន្លត់នៅទីតាំងកន្លែងណាមួយអត់ដែរបាទថតនេះរៀបបានប្រហែលជា 20% ប្រមិត្តអត់ដោយអាការរយន្តប្រហែលជា 20,000 មកមកទីតាំងកន្លែងខែតព្រៀបព្រៀងចឹងប្រជាជនแค่นั้นอ่ะสงสัยกันไหนไอ้แต่อมโอ้คงแม่นลุดได้อมนะអាចតែនងតែនេះប្រហែលជាប្រហែលខងដែរអ៊ំអត់ពីខងអ៊ំដល់ពីបាទអរគុណអ៊ំអរគុណលោកអរគុណបាទប្រិមត្តជនដោយលោកអ៊ំនៅជិតទីតាំងកន្លែងហេតុគណៈពេលដែរគាត់បាទបើតាមការវិជារបស់លោកអ៊ំគាត់បានជាប្រាប់ថាឆេះទីនៅទីតាំងនេះដែលខ្ញុំបានបានបង្ហាញមុនហ្នឹងគឺឆេះហើយបាទអត់នឹងចំពោះមូលហេតុនៃការឆាប់ឆេះគឺអត់នឹងនៅឡើយទេដោយទុកឲ្យសមាជិកជំនាញលោកធ្វើការបន្តសិនមកពង្រឹងធ្វើការបន្តសិនមកកន្តែជំនាញបឋមហ្នឹងគឺបាទឆាប់ឆេះផ្ទះឈើបាទបកសង្កសីមកពង្រឹងចំនួន2ខ្នងផ្ទះបាទហើយចំពោះបាទយ៉ាងណានោះយើងមានបន្តតាមដានបន្តទៀតជាមួយសមាជិកបាទជំនាញបាទឥឡូវនេះសមាជិកកំពុងតែជាយាមប្រើប្រាស់បាទជំនាញដើម្បីបាញ់បុកចូលទៅទីតាំងកន្លែងបាទកើតហេតុព្រោះអគ្គិភ័យដើម្បីបង្ការនឹងទប់ស្កាត់បាទកម្អោយឆេះរៀលដាបន្តទៀតបាទប្រជាជនបន្តទៀតទៅផ្ទះផ្សេងទៀតបាទប្រជាជនបាទហើយឥឡូវនេះវត្តមានរបស់បាទសមាជិកជំនាញនៃស្នងនៃបាទកាយឡៃនគរបាលបង្ការនឹងទប់ស្កាត់ព្រោះអគ្គិភ័យនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីវិញលោកកំពុងតែមានវត្តមាននៅទីតាំងនេះបាទចំនួន2-3រថយន្តមកបន្តទៅគ្នាស្រាក់ស្រាំសហការគ្នាជួយបាញ់ប្រឡប់បាទផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋដែលឆាប់ឆេះនៅចំណុចទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះបាទប្រជាជនបាទនៅចំណុចទីតាំងនេះបាទបាទកើតហេតុហ្នឹងសូមបញ្ជាក់កើតហេតុតាមបណ្ដោយផ្លូវលើទេសភ្លើងក្នុងសង្កាត់បាទភ្នំពេញថ្មីបាទខណ្ឌសែនសុងបាទរាជធានីភ្នំពេញនេះតែម្ដងដែលបកអំការផ្ញើមកដល់ជាប្រព័ន្ធនេះចាស់ក្រៃបាទដែលកំពុងតែសម្រានយកមួយក្នុងនៃនេវេលាយកកម្ពស់ទៀតឈានចូលថ្ងៃទី3បាទថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ2000បាទមក24នេះតាមដល់មកពីទុនបាទបន្ទាប់ពីបាទប្រព័ន្ធភ័យឆាប់ចេះទៅហើយស្ថានភាពនៃការបាញ់ទឹកបុកចូលបាទគឺប្រកបនឹងការផ្សែងជួបបាញ់ពេលឆេះផ្សែងខ្មៅពេលរលត់គឺផ្សែងពណ៌សបាទប្រជាជនផ្សែងពណ៌សបាទតែម្ដងបាទឥឡូវនេះវត្តមានរបស់លោកអភិបាលខណ្ឌសែនសុខបាទលោកម៉ៅមនិតក៏ដូចជាបាទលោកពូមេងវាងអធិការនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌសែនសុខលោកបានចុះដល់ទីតាំងកន្លែងកើតហេតុដើម្បីធ្វើការសម្របសម្រួលក្នុងនាមជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបាទលោកឧមនិវាងលោកដាយុត្រាទៀតក៏លោកមកដល់ព្រៀមព្រៀមឯក៏ដូចជាលោកបាទម៉ៅមនិត
bà áp bộ bà này áp bà khăn sản xuất bà tù vây dự đá dự đá thiết dàng ná lộp mên vọt mên hữu tí tăng này bà phliêm phliêm tèm long bà phương chân nằm bây thôi ca trụ tình nứt đôi kia bà chui xin rõm nửa bóng phô mục kia phô rốt nông niêm bà nhà thô âm ưu khăn bà phương chân bà bà nông niêm kia nhà thô âm ưu khăn bà phương chân bà chọc mò tình nứt tùm bây chui xin trụ thả ta chui xin trụ bà bóng phô mục kia phô rốt bà phương chân bà phương chân bà phương chân bà phương chân ចាំមួយនេះអឺដល់ហើយទៅអាចចូលទៅក្នុងបាទខ្ញុំនៅណាមិញមិនឃើញមិញចូលក្នុងទៅទៅបាញ់ស្ថានភាពនៃការឆាតឆែលរលាក់គ្រប់គ្រងបានស្ទើរតាម បាទសូមបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពម្ដងមកនេះគឺគ្រប់គ្រងបាទស្ទើរតែបាន 100% ហើយជំនវិញករណីគ្រោះអគ្គិភ័យដែលឆាបឆេះលេបត្របាក់អស់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 2 ខ្នងជាប្រភេទបាទផ្ទះឈើប្រសង់សីនេះបាទប្រជាជនឥឡូវនេះឲ្យសមាជិកកំពុងតែបាទព្យាយាមបាញ់ចូលទៀតដើម្បីគ្រប់គ្រង ຈັດແຕ່ນຕຽດໄດ້ຈອບນັ້ນໄປບາດໄດ້ກົດກອງໃນບານ 100% ហើយយើងនៅតែសង្ឃឹមថានឹងមិនមានអ្នកជាប់កាំងក្នុងនោះមានអ្នករងគ្រោះទេបាទអញ្ចឹងបាទហើយ
hay cái kia đó là chắc chắn chắc chắn chắn máu បាទឥឡូវនេះវត្តមានរបស់បាទលោកព្រំយ៉តនៃកាយឡៃនគរបាលកំពង់ចាមគ្រប់កាត់ព្រោះគេភ័យលោកមានវត្តមាននៅទីតាំងលើកាត់ហេតុដើម្បីធ្វើការជួយបាញ់បាទបលត់គ្រប់ស្កាត់បាទទីជាដំណងជាតលហើយក្នុងនោះផងដែរក៏មានចូលរួមពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមានលោកម៉ៅម៉ាណិតបាទអ្នកអាបាខាន់សែនសុកលោកហូមេងវាងបាទទីការឋាននៃអធិការឋាននគរបាលបាទខាន់សែនសុកលោកចូលដឹកនាំជាតលនឹងចំណុចទីតាំងលើកាត់ហេតុនេះបាទព្រឹងជន ហើយទីរ៉ៃនឹងហើយដល់ពេលឈើទៅដបងហើយបានទៅមកតាមបើតាមទៅហើយបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបិទបញ្ចប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានបឋមជុំវិញករណីគ្រោះទីភ័យដែលឆាប់ឆេះផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋទើបតែប៉ុណ្ណេះករណីមានថ្មីបន្តទៀតយើងនឹងបន្តតាមដានជាមួយសមាជិកជំនាញបន្តទៀតបាទព្រឹងជន បាទអញ្ចឹងខ្លីៗប៉ុណ្ណឹងពីខ្ញុំបាទយកទូចបាទជួយកាត់នៃទូចសាធិភ័យលើកត្របាក់អស់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋចំនួន2ខ្នងជាប្រភេទផ្ទះឈើកក់សង្កសីនៅចំណុចបានបនរបបែកក្នុងសង្កាត់បាទភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌបាទសែនសុខត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទ